Rồi mình bắt đầu học nha các anh chị nha. Thì hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ học ba cái series 3 bài của em dạy. Đó là thứ nhất là bài thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ và thuốc trợ tim nha. Như vậy thì những cái bài này thì các anh chị chắc là đã có slide bài giảng rồi đúng không? Vậy thì đối với những cái bài mà em dạy đó thì các anh chị mình chỉ học trên slide giùm em thôi nha. Cái gì dạy ở trên slide, cái gì có trên slide, cái gì giảng ở trên lớp thì sẽ thi, còn lại đừng đừng coi thêm trong giáo trình nữa nha, đừng học trong giáo trình. Với lại những cái gì mà trên lớp mà nói là không thi thì có nghĩa là sẽ không thi, cái nào không thi thì sẽ nhắc là không thi, còn cái nào thi thì sẽ nói là sẽ thi nha. Đó, như vậy thì hôm nay mình học hai bài. Trước tiên mình học bài thuốc điều trị rối loạn tâm thần. Thì trước khi mà chúng ta học cái bài này đó, thì chúng ta cần có một cái phân biệt, cần có một cái phân biệt giữa cái người ta gọi là bệnh lý thần kinh và cái gọi là bệnh lý tâm thần. Như vậy thì mình nghe hai cái thuật ngữ này nhiều rồi, thì mình có phân biệt được hai cái này hay không, hay là mình nghĩ là nó giống nhau? Như thực chất đó là hai cái bệnh lý này nó khác nhau ha. Cái bệnh lý về thần kinh, mình nhớ nha, bệnh lý về thần kinh là những cái bệnh lý mà nó có những cái tổn thương thực thể tại hệ thần kinh đó, tổn thương tại não bộ, tổn thương tại tủy sống. Và như vậy thì tổn thương này là thực thể, thì có nghĩa là chúng ta có sao, chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoặc là chúng ta thông qua những cái công cụ, những cái công cụ chẩn đoán. Ví dụ chúng ta chụp cái hình, chúng ta chiếu cái tia thì chúng ta thấy được là não bộ hoặc là tủy sống nó có những cái tổn thương đó. Như vậy thì những cái bệnh lý thần kinh, ví dụ như là bệnh gì, ví dụ như là bị đau nửa đầu ha, hoặc là bị gì, bị đột quỵ, hoặc là đau dây thần kinh tọa, hay là viêm tủy sống, viêm não, vân vân, thì đó là những cái bệnh lý gọi là bệnh lý thần kinh. Như vậy còn bệnh lý tâm thần là sao? Bệnh lý tâm thần là những cái bệnh lý mà nó không có những cái tổn thương thực thể mà chúng ta nhìn thấy được đó. Nó nhìn bề ngoài đó thì chúng ta sẽ thấy là não bộ nó bình thường hết, nhưng mà cái gì nó sẽ thay đổi là nó bị cái rối loạn chức năng của não bộ, và nó rối loạn cái chức năng rồi nó rối loạn những cái chất dẫn truyền thần kinh bên trong não bộ đó. Thì nó là những cái bệnh lý tâm thần, thì cái mà chúng ta nhìn thấy nó không phải là những cái tổn thương thực thể, mà cái chúng ta nhìn thấy là cái gì, chính là những cái triệu chứng, những cái hành vi, những cái cách cư xử, những cái thái độ mà bệnh nhân thể hiện ra bên ngoài nó sẽ khác so với những người bình thường, thì chúng ta chỉ thấy được cái đó thôi. Như vậy thì những cái bệnh lý tâm thần, ví dụ như là cái bệnh gì đi, ví dụ như là cái bệnh gì đây, là bệnh tâm thần phân liệt ha, rồi trầm cảm nha, rối loạn lưỡng cực này nha, vân vân, rất nhiều các bệnh lý khác nhau đó. Như vậy thì chúng ta cần, trước khi chúng ta học bài này, chúng ta cần phân biệt hai cái bệnh lý như thế rồi. Như vậy thì theo phân loại của cái hệ của cái hệ thống phân loại bệnh tật quốc tế đó, tức là theo phân loại của cái ICD, thì người ta thống kê được là có khoảng là hơn 300 cái loại bệnh tâm thần khác nhau, hơn 300 cái loại bệnh tâm thần khác nhau, mà những cái bệnh lý đó thì người ta thấy là nó có những cái triệu chứng nó rất là khác nhau, nó rất là đa dạng, nó có những cái triệu chứng mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng được đâu, nó rất là đa dạng, nó rất là khác nhau. Tuy nhiên trong đa số các bệnh tâm thần đó, trong đa số các bệnh tâm thần thì người ta thấy nó có một cái triệu chứng, nó có một cái hội chứng mà nó rất là thường gặp, nó gặp ở đa số các bệnh lý tâm thần, thì đó người ta gọi là cái chứng rối loạn tâm thần psychosis. Chưa? Như vậy thì psychosis là cái gì? Psychosis là một cái hội chứng mà cái hội chứng này nó gồm có nhiều triệu chứng khác nhau đó, mà cái hội chứng này nó hiện diện ở nhiều cái bệnh lý tâm thần khác nhau đó, nó hiện diện trong đa số các bệnh lý tâm thần. Tuy nhiên thì có những cái bệnh lý thì cái psychosis này, cái rối loạn tâm thần này nó chỉ là nó là cái triệu chứng chính, nó là cái triệu chứng chính, tức là cái triệu chứng mà giúp chẩn đoán là cái bệnh đó. Có nghĩa là phải có nó thì mới chẩn đoán là cái bệnh đó. Ví dụ như là cái bệnh tâm thần phân liệt đó. Còn những cái bệnh mà có những cái bệnh khác, những cái bệnh tâm thần khác thì nó cái psychosis này nó chỉ là cái triệu chứng phụ thôi, nó chỉ là triệu chứng phụ thôi, tức là nó có thể có người này nhưng mà không có người kia, hoặc là những người nào mà bị bệnh nặng lắm thì nó mới có, đó là những cái triệu chứng nó không có đặc hiệu thôi. Thì như vậy thì đối với những cái bệnh nào mà nó, cái rối loạn tâm thần này, cái psychosis này nè, mà nó là cái triệu chứng chính đó, thì cái thuốc điều trị chính của nó là thuốc điều trị rối loạn tâm thần đó. Mà cái bệnh mà cái bệnh mà
mà cái psychosis này là cái triệu chứng chính, đó là cái bệnh tâm thần phân liệt đó. Cho nên là cái bài hôm nay chúng ta học là bài thuốc điều trị rối loạn tâm thần, nhưng thực chất là chúng ta học cái bài là thuốc điều trị tâm thần phân liệt đó, được chưa? Còn những cái bệnh mà những cái psychosis này nó chỉ là cái triệu chứng phụ thôi đó, thì chỉ là cái triệu chứng phụ thôi, thì cái thuốc điều trị chính của nó là những cái thuốc khác. Ví dụ như là có cái bệnh trầm cảm, có những cái bệnh trầm cảm thì một lát nữa chúng ta là sẽ có cái mình sẽ nói về cái nhóm thuốc trầm cảm riêng đó. Còn những cái bệnh nhân đó mà nó giả sử nó có cái chứng rối loạn tâm thần này nó có xuất hiện thì chúng ta cũng có thể sử dụng thuốc điều trị rối loạn tâm thần đó. Như vậy thì mình phân biệt hai cái trường hợp như thế. Rồi như vậy tiếp theo mình sẽ đi về cái mình nói sẽ nhanh phải nói nhanh qua cái triệu chứng chính của cái psychosis, tức là triệu chứng chính của cái rối loạn tâm thần này, thì nó sẽ có hai cái triệu chứng mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là ảo giác và hoang tưởng. Ảo giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy những cái gì mà nó không có thật. Ví dụ như là đang ăn chè thì chúng ta cảm thấy là nó có vị đắng, vị mặn, rồi đang ăn cá, ăn thịt gì đó thì chúng ta lại có vị ngọt, vị chua đó. Hoặc là nhìn thấy những cái vật, nhìn thấy những cái hình ảnh nó không có thật, ví dụ nhìn thấy một cái bóng ma hoặc là nhìn thấy một cái đôi tai gì đó rất là ghê rợn. Rồi nhưng mà cái ảo giác mà thường thường cái ảo giác mà phổ biến nhất đó là ảo thanh, tức là nghe thấy những cái âm thanh bất thường. Thì những cái âm thanh này đó nó có thể là âm thanh của đồ vật, ví dụ như là tiếng còi xe, tiếng súng nổ, tiếng chuông nhà thờ vân vân, hoặc là thường hơn nữa là nghe thấy tiếng người nói. Mà người ở đây thì nó có thể là sao, có thể là trẻ em, có thể là người lớn, có thể là người có thể là người nam, có thể là người nữ, có thể là một người, có thể là nhiều người, hoặc là có thể nghe thấy chính cái tiếng bản thân mình nói đó. Như vậy thì nội dung của những cái âm thanh đó, cái ảo thanh đó thường nó sẽ mang cái tính chất gì đây, nó sẽ mang cái tính nội dung tiêu cực. Chủ yếu là coi như là mắng nhiếc, chửi rủa, phê phán, trù ẻo, trù ếm đó. Mày là cái người mà thừa thãi của xã hội, mày không xứng đáng để sống trên cái cuộc đời này, mày nên đi chết đi đó. Thì đa phần những cái nội dung nó là tiêu cực như thế, thì đó là cái ảo giác. Nhưng mà bây giờ cái ảo giác không thì nó chưa có đủ đâu, mà nó phải đi kèm với hoang tưởng nữa cơ. Tức là hoang tưởng là sao, tức là tin tưởng mãnh liệt vào những cái ảo giác đó, tin tưởng là nó có thật đó, tin tưởng là có người đang chửi rủa, có người đang mắng nhiếc, có người đang muốn mình chết đi đó. Cho nên là khi mà tin là nó có thật, cho nên là khi mà với những cái người bệnh này mà người ta đi, người ta tâm sự, người ta trao đổi với những cái người xung quanh đó, người ta kể cho những người xung quanh nghe là mình nghe thấy những cái lời đó đó, tưởng tượng ra những không phải tưởng tượng mà mình giống như là cái hình ảnh nó thật sự diễn ra như vậy đó, thì những cái người xung quanh mình đâu có biết gì đâu, thì người ta mới nói là ôi sao mày, mày bị bệnh hay gì vậy, mày làm sao vậy, mày tâm thần hả, tại sao mày nghe những cái lời như vậy, thôi mày đừng có xạo mày ơi, làm gì có đó. Cho nên là khi mà người bệnh mà đi tâm sự với những cái người xung quanh, mà những cái người xung quanh nói như vậy, thì người ta sẽ cảm thấy là sao, người ta cảm thấy là không ai tin tưởng mình hết đó. Bây giờ mình thật sự là mình nhìn thấy như vậy, mình thật sự là mình nghe như vậy, bởi vì đang hoang tưởng mà, tức là tin tưởng thật sự vào những cái ảo giác đó. Mà bây giờ những người khác người ta không tin như vậy, có nghĩa là người ta không tin mình, cho nên là những cái người bệnh khi đó sẽ không muốn sao, không muốn nói chuyện gì với ai nữa hết, bởi vì không ai tin mình nữa, nói chỉ nói để làm cái gì. Nhưng bây giờ dần dần người ta sẽ tách dần ra khỏi xã hội, người ta sẽ tự thu mình lại, người ta không muốn nói chuyện, không muốn giao thiệp, không muốn giao tiếp, không muốn gặp gỡ ai hết. Đó cho nên là người ta phải tự chịu đựng những cái ảo giác đó, những cái ảo thanh đó, những cái lời mắng nhiếc chửi rủa đó. Như vậy thì để có thể thoát khỏi được những cái ảo giác đó, những cái ảo ảnh đó, để có thể thoát khỏi được những cái lời mắng nhiếc chửi rủa đó, thì người ta chỉ còn một cách duy nhất là cái gì thôi, là người ta đi chết thôi, chứ bây giờ làm sao, thì phải tự tử thôi đó. Thì đó là cái kết cục của cái người bị tâm thần phân liệt như thế. Như vậy thì chúng ta nhớ hai cái triệu chứng chính của cái psychosis này, nó là ảo giác nhưng phải đi kèm với hoang tưởng nha. Rồi ngoài hai cái triệu chứng đó đó, thì chúng ta sẽ còn một vài cái triệu chứng khác nữa, mà những cái triệu chứng này nó không có điển hình, nó không có đặc hiệu đâu, thì có thể là có người này nhưng mà cũng không có người kia, hoặc là những người nào nặng mới có. Thì trong đó chúng ta sẽ có hai cái triệu chứng gọi là sự mất tính tổ chức
trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Thì khi đó người ta sẽ thấy là mình nhìn cái hình ở phía trên đó, mình nhìn cái hình ở phía trên là cái thằng bé đó nó nói, mình đọc được những cái lời của nó nói, thì mình thấy là sao những cái nội dung, những cái lời nó nói, những cái suy nghĩ của nó thì nó làm sao nó không có liên kết gì với nhau, tức là nó đang nói, đang đang suy nghĩ cái chuyện này thì xỏ sang cái chuyện nọ, rồi cái xỏ sang cái chuyện kia, mà không có cái chuyện nào mà nó liên hệ với cái chuyện nào hết, bởi vì người ta là không có cái tính tổ chức, không có cái tính tổ chức trong suy nghĩ, bất tính tổ chức trong cái lời nói ra, người ta không kiểm soát được cái lời nói ra, cho nên người bệnh ta nói huyên thuyên hết, nói tùm lum tà la hết, đó gọi là mất sự mất tính tổ chức. Và cái biểu hiện thứ hai là cái hình ở dưới, người ta gọi là cái sự giữ nguyên tư cái gì vậy ta, amigo kìa, người ta gọi là cái sự trần văn gì đây nè, trần văn gì kìa, ôi trời ơi, rồi sao không nhìn thấy tên ta, tắt tivi rồi giùm đi, Trần Văn gì ơi, IK 33 nè, IA nè nha. Trần Văn Đa, trời ơi rời khỏi rồi, Chúa thần ơi. Rồi, cái hình ở dưới nó hiện hoài ta. Cái hình ở dưới ta gọi là cái sự mất tính tổ chức. À, lộn, cái hình dưới là người ta gọi là sự giữ nguyên tư thế chứ. Sự giữ nguyên tư thế người ta còn gọi là cái hội chứng lên đồng, tức là cái gì đây, cái catatonia này đây đó, thì mình nhìn thấy là như mình hình thấy là mình hiểu rồi đó, tức là bệnh nhân có những cái tư thế, những cái tư thế nó bất thường, mà những cái tư thế này nó sẽ giữ nguyên, nó sẽ giữ nguyên như trong một cái thời gian dài như thế, cứ giữ nguyên cái tư thế như thế trong một thời gian dài thì ta gọi là hội chứng lên đồng. Thì những cái trường hợp này thường rất là nặng thì mới bị đó, thì đó là hai cái triệu chứng mà có thể gặp ở những cái bệnh nhân bị rất là tâm thần. Ngoài ra nó còn có là mất khả năng tập trung ghi nhớ học hỏi vân vân, nói chung là những cái hoạt động bình thường, học hỏi bình thường hàng ngày đó, học tập bình thường thì người ta làm không có được đó. Như vậy là chúng ta đã đi qua về những cái triệu chứng của cái rối loạn tâm thần này, thì chúng ta chỉ cần nhớ là nó có ảo giác và hoang tưởng là hai cái triệu chứng chính, là phải đi kèm với nhau. Rồi bây giờ một số nguyên nhân gây psychosis, những cái một số nguyên nhân rối loạn tâm thần này thì nãy chúng ta đã nói rồi, thì cái rối loạn tâm thần này nó sẽ hiện diện ở trong rất là nhiều cái bệnh lý khác nhau ha, thì trong đó có những cái bệnh lý là cái nó là cái triệu chứng chính, ví dụ như cái bệnh schizophrenia này, đây chính là cái bệnh tâm thần phân liệt đó. Ở ngoài ra nữa thì nó sẽ còn có gặp trong những cái bệnh lý khác mà nó chỉ là triệu chứng phụ thôi, ví dụ như là bipolar này, đây là rối loạn lưỡng cực đây, rồi depression là trầm cảm đây. Ở ngoài đó nó còn nhiều bệnh lý khác, hoặc là do có thể sử dụng những cái loại hóa chất, những cái chất kích thích, ví dụ như là cannabis nơi đây, là cannabis là cần sa đó, còn methamphetamine là ma túy đá nha, thì đó là một số cái nguyên nhân. Tiêu ta. Rồi. Một số cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến rối loạn tâm thần này, thì cái này mình đọc chơi thôi, mình không cần học cái này đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi, lúc nãy mình đã nói là cái psychosis này nó là cái triệu chứng chính của cái bệnh tâm thần phân liệt. Như vậy thì tiếp theo đây mình sẽ đi nói về cái bệnh tâm thần phân liệt là như thế nào nha. Như vậy tâm thần phân liệt là một cái rối loạn tâm thần mà nó có rất nhiều cái triệu chứng, nó sẽ có ba cái nhóm triệu chứng chính, mà những cái triệu chứng này nó phải làm sao, nó phải kéo dài từ 6 tháng trở lên. Như vậy thì bây giờ mình phải nhớ một cái điều là đối với những cái bệnh lý mà trên tâm thần, trên thần kinh rồi đó, thì để mà chẩn đoán được những cái bệnh lý này thì người ta sẽ thường là sẽ có thêm cái tiêu chuẩn về thời gian, những cái triệu chứng thì nó phải kéo dài trong bao lâu thì người ta mới chẩn đoán là cái bệnh đó. Thì như vậy tâm thần phân liệt thì phải có triệu chứng này nó kéo dài là từ 6 tháng trở lên thì mới chẩn đoán là cái bệnh tâm thần phân liệt. Như vậy nó sẽ có ba cái nhóm triệu chứng chính. Thứ nhất là người ta gọi là triệu chứng dương tính. Ở triệu chứng dương tính là bao gồm cái gì đây, là ảo giác, là hoang tưởng, là mất tính tổ chức, rồi giữ nguyên tư thế như lúc nãy mình vừa nói, tất cả cái đó người ta gọi là triệu chứng dương tính. Thì cái dương tính này đó, cái triệu chứng dương tính này thì chúng ta nhìn thì chúng ta cảm thấy như là nó rất là nguy hiểm, bởi vì sao, cái dương tính mà dương tính thì có nghĩa là thể hiện rõ ra bên ngoài chúng ta nhìn thấy được, cho nên là ví dụ như là trong những cái gì vậy ta, ai giơ tay hay là ai cái gì vậy ta,
Ở đâu rồi ta? Triệu chứng dương tính. Cái triệu chứng dương tính này nè là nó thể hiện rõ ra bên ngoài, chúng ta nhìn thấy được đó, nó sẽ đến một cách ồ ạt à, nó sẽ đến một cách mạnh mẽ, nó sẽ đến một cách nhanh chóng, và chúng ta nhìn chúng ta tưởng là nó rất là khó điều trị, nhưng thực chất thì nó lại rất là dễ điều trị, nó dễ điều trị hơn bởi vì là khi bởi vì là nó thể hiện rõ ra bên ngoài mà, và ngoài ra nữa thì chúng ta dễ phát hiện, chúng ta dễ nhìn thấy, thì khi mà bệnh nhân lên cơn loạn thần cấp tính đó, thì chúng ta sẽ dễ dùng thuốc điều trị hơn. Còn cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng âm tính. Triệu chứng âm tính thì nó cũng tựa tựa giống như là bị trầm cảm gì đó, tức là khi mà bệnh nhân đem đi tâm đi đi tâm sự với những người xung quanh đó, thì người ta không tin đó, thì bệnh nhân sẽ làm sao là thu mình lại, rồi không muốn nói chuyện, không muốn giao thiệp với ai, dần dần thì sẽ sao, dần dần sẽ dẫn đến là biểu hiện là vô cảm, không có cảm xúc, rồi những cái hoạt động không có động lực để làm cái gì, không, nói chung là không muốn tạo các mối quan hệ, không muốn gặp gỡ, không muốn nói chuyện với ai hết, thì đó là gọi là triệu chứng âm tính. Như vậy âm tính có nghĩa là nó âm mà, cho nên âm mà nó chìm vào trong, mà nó chìm vào trong thì nó làm sao, nó rất là khó phát hiện, và nó sẽ diễn tiến gì đây, nó diễn tiến âm thầm, diễn tiến dai dẳng, diễn tiến kéo dài. Như vậy thì cái âm tính này tuy là nó ẩn bên trong, tuy nhiên thì sao, nó nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nếu như chúng ta mà không phát hiện được cái âm tính này để chúng ta điều trị đó, thì sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ đi tự tử đó. Cho nên là có thể là cái người đó mình nhìn thấy bề ngoài là người ta trầm tính, người ta không nói chuyện, người ta ít nói chuyện hay là sao đó, nhưng thực ra ta đang bị âm tính, mình không biết. Như vậy thì mình sẽ khó phát hiện hơn, và cái triệu chứng âm tính này nó cũng khó điều trị hơn là cái triệu chứng dương tính. Triệu chứng dương tính nó thể hiện rõ ra bên ngoài thì mình nhìn thấy được, mình nhìn thấy rõ, mình điều trị nhanh và cũng điều trị dễ hơn là so với lại cái âm tính đó. Và cuối cùng là cái triệu chứng về rối loạn nhận thức, mà tức là những cái khả năng học hỏi, ghi nhớ, xử lý thông tin, những cái hoạt động bình thường của những cái người bình thường á, thì những người này người ta sẽ không có thực hiện được đó. Thì cái rối loạn nhận thức này nói chung là nó cũng khó điều trị, và tương đương với lại là cái cũng giống như là cái triệu chứng âm tính này đó. Như vậy thì chúng ta nhớ nha, là cái tâm thần phân liệt thì nó sẽ có ba cái nhóm triệu chứng, là triệu chứng dương tính, triệu chứng âm tính và rối loạn nhận thức. Như vậy triệu chứng dương tính thì nó dễ điều trị hơn, còn âm tính và rối loạn nhận thức thì khó điều trị hơn nha. Như vậy tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần gì đây, cái phần là sinh lý bệnh của cái tâm thần phân liệt này đây, cơ chế bệnh sinh của tâm thần phân liệt. Như vậy thì chúng ta nói là chúng ta đã nói là cái tâm thần phân liệt này là nó có triệu chứng dương tính, nó có triệu chứng âm tính, nó có rối loạn nhận thức. Như vậy thì tại sao nó lại có dương tính, tại sao lại có âm tính, tại sao nó có rối loạn nhận thức? Như vậy chúng ta phải biết được nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng này, để sau đó chúng ta mới biết được là chúng ta phải xài cái thuốc gì để có thể điều trị cái bệnh này. Như vậy thì trong ba cái series ba cái bài này đó, thì cái phần quan trọng không phải là cái phần thuốc đâu, bởi vì thuốc nó dễ à, mà nó quan trọng là cái chỗ gì, là cái chỗ sinh lý bệnh nha. Cái chỗ sinh lý và cái chỗ sinh lý bệnh là cái phần quan trọng nhất, bởi vì chúng ta phải hiểu được nó thì chúng ta mới hiểu được là chúng ta dùng thuốc như thế nào, tại sao chúng ta dùng cái thuốc đó đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói về cái cơ chế bệnh sinh của tâm thần phân liệt. Như vậy thì để nói về cái cơ chế bệnh sinh của tâm thần phân liệt này, thì chúng ta phải nói đến cái chất dẫn truyền thần kinh dopamine nha. Dopamine người ta gọi là chất dẫn truyền thần kinh vận động đó, mình nhớ nhớ thuật ngữ này nha. Bởi vì làm sao nó giúp cho cái chức năng vận động của chúng ta, nó kiểm soát những cái cử động của chúng ta đó. Cho nên là trong cái bệnh lý Parkinson đó, bệnh lý Parkinson tôi đã từng nghe rồi đó, là cái bệnh ở người già, bệnh bị liệt rung đó, là người già người ta vận động chậm, người ta rung rung, người ta đi đứng không có vững đó, là do là thiếu dopamine. Người ta thấy là có cái sự thiếu hụt dopamine ở cái những người ở những cái người mà Parkinson đó, bởi vì dopamine là nó kiểm soát cái vận động mà. Cho nên dopamine người ta gọi là cái chất dẫn truyền thần kinh vận động nha. Như vậy thì trong cái não của chúng ta nó sẽ có là bốn cái con đường dẫn truyền thần kinh dopamine. Như vậy đó chúng ta sẽ phải có một cái khái niệm mới, là một cái khái niệm khác chứ không phải là mới nữa, là con đường dẫn truyền thần kinh. Như vậy con đường dẫn truyền thần kinh là cái gì? Đây chúng ta sẽ có bốn cái con đường đấy, trên cái hình đây là màu xanh dương này ha, màu đỏ này nha, màu đen này nha, màu xanh lá cây này nha, bốn cái con đường như thế. Như vậy con đường dẫn truyền thần kinh là cái gì? Con đường dẫn truyền thần kinh là nó bắt nguồn từ cái gì đây? Từ cái tròn này đây nè, cái tròn tròn nhỏ nhỏ này nè, người ta gọi là cái thân neuron đó. Mình học thần kinh mình biết, mà sinh lý mình biết rồi đó. Đó nó kéo dài tới cái chỗ này là cái gì, đây là cái synapse đây này nha, cái tua tua này là cái synapse này đây này nha. Đó như vậy thì
ở cái chỗ thân neuron là nó làm cái gì, mà ở cái chỗ synapse này thì nó làm cái gì. Như vậy thì muốn có chất dẫn truyền thần kinh thì đầu tiên chúng ta phải làm sao, chúng ta phải tổng hợp nó ra, chúng ta phải tạo ra nó chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cho nên là ở cái chỗ thân neuron đây là cái chính là cái chỗ mà nó tổng hợp ra các chất dẫn truyền thần kinh nhé, nó tổng hợp ra rồi sau đó nó sẽ đến cái tiền synapse. Cái synapse thì nó sẽ có ba cái là cái tiền synapse, cái khe synapse và cái hậu synapse. Như vậy ở cái tiền synapse thì những cái chất dẫn truyền thần kinh này nó sẽ làm gì đây? Ở tiền synapse nó sẽ có những cái túi, và những cái túi nó sẽ dự trữ, nó sẽ giúp dự trữ các chất dẫn truyền thần kinh nha. Như vậy thì sau đó sau khi dự trữ rồi, nếu như mà có một cái luồng xung động thần kinh nó truyền từ ở trên này, từ cái thân này nó dọc theo dọc xuống cái chỗ synapse này nè, thì cái những cái túi dự trữ đó đó nó mới hòa màng tiền synapse để nó phóng thích chất dẫn truyền thần kinh ra cái khe synapse. Rồi sau đó thì cái chất dẫn truyền thần kinh nó phải làm gì đây? Nó phải gắn lên cái thụ thể hoặc là gọi là cái receptor tương ứng của nó ở hậu synapse để nó gây ra những cái đáp ứng gì đó. Đó, như vậy thì cái con đường dẫn truyền thần kinh là như thế đó, tức là nó làm sao? Tức là cái chỗ từ cái chỗ mà nó tổng hợp đến cái chỗ nó dự trữ rồi nó phóng thích rồi nó dẫn truyền, đó là một cái con đường dẫn truyền thần kinh. Như vậy thì dopamine trong não chúng ta có bốn con đường dẫn truyền, chúng ta xem coi là bốn cái con đường này nó có liên quan như thế nào đối với cái bệnh tâm thần phân liệt. Như vậy đầu tiên chúng ta nói cái con đường đầu tiên là cái con đường mesolimbic, con đường mesolimbic hay ta còn là gọi là bó não giữa hệ viền. Bó não giữa hệ viền thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó tổng hợp ở não giữa rồi nó phóng thích ra ở cái hệ viền ở đây ha. Midbrain là não giữa này nha. Cái não giữa này thì nó sẽ có hai cái vùng, là vùng SNC là vùng đặc chất đen, còn cái vùng VTA này là cái vùng chõm não đó. Thì từ cái vùng chõm não này đây đó, nó sẽ theo cái con đường mesolimbic ở đây ha, nó tổng hợp ở đây rồi nó phóng thích ra cái chỗ này là cái vùng striatum, là cái vùng thể vân. Ở thể vân thì nó có vùng lưng và vùng bụng của thể vân. Như vậy thì cái thể vân này nó là một phần của hệ viền, cho nên người ta gọi cái con đường là con đường não giữa hệ viền là như thế, bó não giữa hệ viền đó. Như vậy thì có nghĩa là dopamine nó sẽ tổng hợp ở đây rồi nó phóng thích ra đây đó. Như vậy thì nếu như mà dopamine mà nó được phóng thích theo cái con đường này thì nó sẽ có vai trò gì? Nó có vai trò trong sự thưởng và sự yêu thích. Sự thưởng và sự yêu thích. Như vậy sự thưởng và sự thích là cái gì đây? À, ví dụ như là bà mẹ mình nói là bây giờ con ráng con thi tốt đi, con thi đậu đi, con thi được cái môn nó được 10 điểm đi thì mẹ sẽ thưởng cho con một cái iPhone. Như vậy thì khi mà mình nghe cái lời đó mình phải làm sao giờ? Mình sẽ cảm thấy là kích thích, mình sẽ cảm thấy là hưng phấn lên. Mình phải làm sao? Mình phải học hành cho nó đàng hoàng, mình phải 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 thi cho nó tốt để mình đạt được 10 điểm để mình có được cái iPhone chứ, đúng chưa? Như vậy thì do đâu mà chúng ta có được cái tâm trạng, do đâu chúng ta có được cái sự phấn khích đó, là do cái gì? Là do dopamine tiết ra. Như vậy thì khi mà nghe những cái lời đó thì cái dopamine ở cái vùng VTA này nó sẽ được tiết ra nhiều đây đó. Như vậy thì khi mà cái dopamine này nó là một cái gì, nó là một cái hóc môn gây khoái cảm nha, nó là hóc môn gây khoái cảm, nó sẽ làm sao, nó sẽ gây hưng phấn, nó sẽ gây kích thích con người ta, nó sẽ kích thích con người ta, nó tạo động lực cho con người ta thực hiện một cái hành động gì đó để đạt được một cái gì đó, thì người ta gọi đó là cái sự thưởng đó. Thì đó là cái vai trò thứ nhất. Rồi cái vai trò thứ hai là cái gì đây, là cái sự yêu thích, thì tức là coi như là tâm trạng khi yêu chứ gì nữa. Thì bây giờ khi yêu thì sao giờ? Khi yêu thì cái dopamine ở cái VTA này cũng tiết ra thôi chứ có gì đâu. Thì cái hô dopamine này thì coi như là nó là thì nó là cái hưng phấn, cái kích thích, mà cho nên là khi yêu chúng ta sẽ cảm thấy như sao? Chúng ta cảm thấy chúng ta lâng lâng, chúng ta như là trên mây vậy đó, chúng ta được chúng ta kích thích, chúng ta hưng phấn đó, coi như là lúc nào cũng là suy nghĩ về người mình yêu, lúc nào là coi như là cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu, coi như là lúc nào cũng muốn là làm những cái điều mà tốt đẹp cho người mình yêu, lúc nào cũng muốn là coi như là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Đó là do cái gì? Là do dopamine chứ có cái gì đâu. Đó người ta gọi là sự yêu thích, được chưa? Như vậy thì khi mà người ta nghiên cứu ở những cái bệnh tâm thần, ở những cái bệnh nhân tâm thần phân liệt, thì người ta thấy có cái hiện tượng gì đây? Người ta thấy có cái hiện tượng là gia tăng hoạt tính của dopamine ở cái con đường mesolimbic này, mà cái sự gia tăng này nó sẽ gây ra cái triệu chứng dương tính, nó gây ra ảo giác hoang tưởng. Nói như vậy thì mình sẽ hiểu nôm na là sao, gia tăng hoạt tính là cái gì. Gia tăng hoạt tính có nghĩa là tăng tổng hợp, tăng phóng thích, tăng dẫn truyền đó. Như vậy thì nó sẽ gây ra ảo giác hoang tưởng. Như vậy mình hiểu nôm na đi, bây giờ dopamine là nó kích thích mà, nó gây hưng phấn, nó gây mà
nó có gây khoái cảm mà, cho nên là bây giờ nó tiết ra nhiều quá, thì bây giờ coi như là hưng phấn nhiều quá, kích thích nhiều quá, khoái cảm nhiều quá, coi như là yêu nhiều quá, yêu điên cuồng, yêu bất chấp, thì coi như là tâm thần vô liệt đó. Đại khái về mình hiểu cái đó là nôm na như thế. Như vậy thì như vậy là mình đây mình biết được là triệu chứng dương tính là do cái gì, là do tăng hoạt tính dopamine ở cái mesolimbic. Như vậy thì mình sẽ suy luận ra là thuốc của mình muốn điều trị được cái triệu chứng dương tính này thì nó phải làm sao, nó phải giảm được cái hoạt tính của dopamine ở cái con đường này đó. Đó là cái con đường nhất là con đường mesolimbic, con đường thứ hai là con đường mesocortical. Mesocortical tôi gọi là bó não giữa vỏ não, tức là nó tổng hợp ở não giữa rồi nó phóng thích ở vỏ não đây này ha. Đó, não giữa đây cũng là cái chỗ VTA nó ra thôi chứ không có gì hết. Mesocortical ở này ha. Nhưng mà nó bây giờ nó không phóng thích ra cái chia tâm mà nó phóng thích ra ở cái vỏ não. Đó tôi gọi là bó não giữa vỏ não. Như vậy thì cái nếu mà dopamine mà nó phóng thích theo cái con đường này đó thì nó sẽ có rất nhiều các chức năng khác nhau, và nó kiểm soát cái gì đây? Nhận thức, tư duy, ngôn ngữ, tri giác, rồi cảm xúc tùm lum tà la hết, rất nhiều các chức năng khác nhau. Cho nên là khi đối với những cái bệnh nhân mà tâm thần phân liệt thì người ta thấy là lại có cái sự giảm hoạt tính dopamine ở con đường này đó, mà cái sự giảm hoạt tính này nó lại gây ra là triệu chứng âm tính và rối loạn nhận thức đó. Và bởi vì là cái dopamine trong cái con đường này nó kiểm soát cái gì, nó kiểm soát cảm xúc mà, nó kiểm soát nhận thức, tư duy, học hỏi, ghi nhớ tùm lum la mà, cho nên thiếu nó thì nó sẽ gây ra âm tính và rối loạn nhận thức thôi. À, như vậy thì muốn điều trị được cái âm tính và rối loạn nhận thức thì ngược lại chúng ta lại phải làm cái gì đây? Phải tăng hoạt tính dopamine ở cái chỗ này lên. Như vậy hai con đường này nó sẽ ngược nhau, một cái là tăng gây ra dương tính, một cái là giảm gây ra âm tính. Như vậy muốn điều trị được cả hai thì thuốc nó phải vừa sao? Nó phải vừa giảm cái trên mà nó phải vừa tăng cái dưới. Như vậy thì đó là cái mình đã nắm được cái cơ chế của thuốc là phải như thế nào. Như vậy thì lát nữa mình sẽ đi vào cái thuốc sau, thì khi đó thì mình sẽ hiểu được là tại sao mà chúng ta sử dụng cái thuốc đó. Như vậy thì đó là chúng ta đã nói đến hai con đường mà liên quan đến cái tâm thần phân liệt này. Như vậy thì bây giờ nó có bốn con đường dopamine lận, mình mới nói có hai thôi, còn hai con đường là còn lại cái gì đây? Hai con đường còn lại là bó não giữa thể vân và bó cuốn phễu tuyến yên. Thì như vậy thì hai cái con đường này thì người ta thấy là ở những cái bệnh nhân tâm thần phân liệt thì nó là bình thường, nó bình thường, nó không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc trị tâm thần phân liệt thì sao, cái thuốc này ngoài việc là nó sẽ điều trị, nó sẽ tác động lên hai con đường này để điều trị được hai cái triệu chứng này, thì nó lại còn sao, nó còn tác động lên hai con đường này, và nếu như tác động trên hai con đường này thì nó lại gây ra nhiều cái tác dụng phụ khác, mà trong đó cái tác dụng phụ nổi bật là gây ra hội chứng ngoại tháp và gây tăng prolactin. Được chưa? Như vậy thì chúng ta nhớ hai con đường này còn lại ở bệnh nhân tâm thần phân liệt là nó không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu dùng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng và nó gây ra tác dụng phụ. Và tác dụng phụ như thế nào đó chúng ta sẽ nói sau. Như vậy tóm lại chúng ta đã có nói qua được bốn cái con đường dẫn trường kinh dopamine rồi đó. Rồi bây giờ tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái sự liên quan giữa cái dopamine và một số các chất dẫn trường thần kinh khác. Như vậy thì vì là do là ở bên trong não chúng ta nó có rất là nhiều các chất dẫn trường thần kinh, mà cái chất những cái chất này nó có liên hệ với nhau, nó có một cái mối liên quan với nhau. Cái chất này thì nó có thể kích thích hoặc là ức chế phóng thích cái chất kia. Như vậy thì chúng ta sẽ xem một vài cái mối liên quan giữa cái dopamine với một vài cái chất các chất dẫn trường thần kinh khác, để những cái mối liên quan này chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta giải thích cho cơ chế tác dụng của thuốc. Như vậy thì đầu tiên chúng ta nói về cái serotonin. Serotonin thì nó có khoảng 14 cái receptor khác nhau, nhưng hiện tạm thời chúng ta sẽ lưu tâm đến cái receptor 5HT1A và 5HT2A. Nếu như serotonin mà tác động cho 5HT1A thì nó sẽ dẫn làm tăng phóng thích dopamine. Còn nếu mà serotonin mà tác động trên 5HT2A thì nó lại làm giảm phóng thích dopamine. Rồi, thứ hai nữa là dopamine thì nó liên quan với acetylcholine bằng cách là nó sẽ ức chế phóng thích acetylcholine thông qua cái D2 receptor. Rồi, dopamine thì nó ức chế phóng thích prolactin thông qua D2 receptor, và serotonin thì nó sẽ kích thích phóng thích prolactin. Đó. Như vậy thì tạm thời chúng ta sẽ ghi nhớ cái slide này để chúng ta sẽ sử dụng nó giải thích cho cơ chế tác dụng của thuốc về sau. Được chưa? Rồi, như vậy thì nếu như chúng ta đã đi chúng ta đã hiểu rồi đó, hiểu cái tâm thần phân liệt là gì, hiểu cái cơ chế bệnh sinh của nó, hiểu là thuốc nó phải như thế nào rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhóm thuốc. Đầu tiên là thuốc
phân loại cái thuốc trị tâm thần phân liệt, thì nó sẽ có cái phân loại này thì nó cũng đơn giản thôi, thì nó sẽ có hai nhóm, một cái nhóm là điển hình, một cái nhóm là không điển hình, một cái nhóm là thế hệ một, một cái nhóm là thế hệ hai, một cái nhóm là cổ điển, một cái nhóm là mới. Như vậy thì chúng ta chỉ cần biết được, chúng ta chỉ cần nhớ là thuốc nào là thuốc thế hệ 1, thuốc nào là thuốc thế hệ 2 thôi. Còn cái phân loại theo dẫn xuất như đang trình bày ở đây là chúng ta chơi cho biết thôi, nó trình bày cho đẹp thôi chứ còn không có học đâu. Như trong đó thì chúng ta sẽ nhớ là chloramazin là cái thuốc đầu tiên trong cái nhóm này mà người ta sử dụng, nhớ như thế. Tuy nhiên đối với cái nhóm thế hệ 1 này nha, đối với cái nhóm thế hệ 1 này, ngoài cái phân loại theo cái dẫn xuất này thì nó còn có một cái cách phân loại mà chúng ta nên học, chúng ta phải học, đó là cái ta gọi là phân loại dựa trên tiềm lực của thuốc. Như vậy thì người ta sẽ so sánh, người ta sẽ so sánh cái tác dụng của những cái thuốc mới sau này với cái chloramazin, bởi vì chloramazin là cái thuốc đầu tiên mà người ta tìm ra đó, cho nên những cái thuốc phía sau người ta sẽ so với chloramazin xem cái tiềm lực của nó là như thế nào so với cái chloramazin. Như vậy thì nó sẽ có ba nhóm là tiềm lực thấp, tiềm lực trung bình, tiềm lực cao. Như vậy thì ở đây chúng ta phải phân biệt được cái tiềm lực nha, chúng ta phải biết là so sánh tiềm lực là so sánh như thế nào. Như vậy thì so sánh tiềm lực đó là so sánh tác dụng của những cái thuốc mà nó thuộc cùng nhóm nha, cùng nhóm nha, đây là nhóm mọi nhóm cổ điển này, cùng nhóm nè và có cùng cơ chế tác dụng. Như vậy thì sẽ có hai cách phát biểu mà chúng ta phải nhớ. Thứ nhất, cách phát biểu nhất là chúng ta nói là với cùng một liều thuốc, với cùng một liều thuốc thì thuốc nào mà nó cho tác dụng dược lý mạnh hơn thì thuốc đó gọi là có tiềm lực cao hơn đó. Hoặc là cái phát biểu thứ hai là để mà gây ra một cái tác động dược lý tương đương nhau đó thì thuốc nào cần liều thấp hơn thì thuốc đó gọi là có tiềm lực cao hơn. Thế như vậy thì ví dụ như là ở đây nó có cái haloperidol là cái thuốc mà có tiềm lực cao này, thì có nghĩa là sao, thì có nghĩa là để mang lại cái hiệu quả mà tương đương với 100 mg chloramazin đó thì cái liều của haloperidol này nó phải sao, nó phải nhỏ hơn 100 mg. Đó là cái cách mà chúng ta hiểu, chúng ta nhận biết được là cái tiềm lực đó. Như vậy thì cách phân loại này chúng ta phải học thuộc hết nha. Thuốc nào tiềm lực thấp trung bình cao là chúng ta phải thuộc. Rồi bây giờ chúng ta đi nói về cái tác dụng dược lý. Đây cái slide này nó quan trọng đây. Cái tác dụng dược lý của cái thuốc này đó thì nó có hai cái tác dụng chính. Hai cái tác dụng chính. Thứ nhất là gì đây? Ức chế dopamine D2. Ức chế dopamine D2 mà sao? Mà cái thuốc cũ, cái thuốc thế hệ 1 thì nó ức chế mạnh hơn là cái thuốc mới. Như vậy thì nếu như mà ức chế dopamine D2 đó trên mesolimbic thì như thế nào đây? Cái mesolimbic là cái gì? Lúc nào chúng ta nhớ là có cái hiện tượng gì? Là hiện tượng tăng hoạt tính dopamine gây ra dương tính. Đó. Như vậy nếu như thuốc này mà ức chế D2 thì nó sẽ tác dụng là giảm hoạt tính dopamine. Mà giảm hoạt tính dopamine thì nó sẽ sao? Nó sẽ điều trị được cái triệu chứng dương tính. Đó. Tuy nhiên trên mesocortico thì sao? Mesocortico lúc nãy chúng ta nói là có hiện tượng gì? Có hiện tượng là giảm hoạt tính dopamine gây ra âm tính và rối loạn nhận thức. Nhưng mà cái thuốc này nó làm sao? Lại giảm hoạt tính dopamine nữa, lại giảm hoạt tính dopamine trên mesocortico nữa. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không điều trị được triệu chứng âm tính mà có khi còn làm nặng thêm triệu chứng âm tính. Thì đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta giúp chúng ta phân biệt giữa hai cái nhóm thuốc. Nhóm cũ do là ức chế D2 mạnh cho nên nó điều trị triệu chứng dương tính tốt, tuy nhiên nó không điều trị được triệu chứng âm tính. Đó. Và ngoài ra trên hai con đường còn lại thì sao? Hai cái con đường còn lại thì nó cần có dopamine để nó hoạt động bình thường, để cần cho cái chức năng bình thường của nó. Như vậy thì nếu như chúng ta ức chế cái dopamine ở hai cái hệ này thì nó sẽ gây ra các tác dụng phụ. Đó gây ra hội chứng ngoại tháp, gây ra tăng prolactin. Như vậy một cái đặc điểm thứ hai của để so sánh giữa cái thuốc cũ và thuốc mới là thuốc cũ nó làm sao? Thuốc cũ nó ức chế D2 mạnh cho nên nó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ hơn là cái thuốc mới. Đó, đây là cái tác dụng thứ nhất là ức chế dopamine D2. Bây giờ ức chế serotonin 5-HT2A, tác dụng thứ hai, ức chế serotonin 5-HT2A. Và cái tác dụng này thì sao? Cái thuốc mới nó lại mạnh hơn là cái thuốc cũ. Như vậy bây giờ nếu như mà ức chế 5-HT2A thì sao? 5-HT2A lúc nãy chúng ta nhớ ở cái slide này đây. 5-HT2A thì nó có tác dụng gì đây? Giảm phóng thích dopamine. Đó, giảm phóng thích dopamine. Như vậy nếu như ức chế 5-HT2A thì ngược lại nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm tăng phóng thích dopamine. Mà tăng phóng thích dopamine ở đâu? Tăng phóng thích dopamine ở mesocortico. Mà như vậy mesocortico là có sự giảm hoạt tính dẫn đến âm tính. Như vậy bây giờ tăng dopamine như vậy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ dẫn đến là có thể điều trị được triệu chứng âm tính. Như vậy thì một cái đặc điểm thứ ba
mà chúng ta phân biệt giữa cái nhóm cũ, cái thế hệ 1 và thế hệ 2 là sao? Thế hệ 2 đó, thế hệ mới đó là do nó ức chế 5-HT2A mạnh hơn cho nên có thể điều trị được triệu chứng âm tính. Và ngoài ra nữa là trên hai con đường còn lại đó thì sao? Do nó cũng tăng dopamine nữa cho nên là nó sẽ ít gây tác dụng phụ hơn nha, ít gây tác dụng phụ hơn. Như vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là về những cái thuốc mà mới, những thuốc thế hệ 2 nó có thể điều trị chứng dương tính hay là không? Như vậy câu trả lời là có nha. Mình đừng nghĩ rằng là cái thuốc mới nó làm tăng dopamine ở mesolimbic, thực chất cái thuốc mới nó vẫn ức chế dopamine D2 ở mesolimbic cho nên là nó có thể điều trị được triệu chứng dương tính và điều trị được triệu chứng âm tính nha. Như vậy thì tóm lại ở cái slide này chúng ta phải nhớ là thuốc cũ ức chế D2 mạnh hơn cho nên là điều trị triệu chứng dương tính tốt nhưng không điều trị được triệu chứng âm tính mà còn gây nhiều tác dụng phụ. Còn thuốc mới thì sao? Ức chế 5-HT2A mạnh hơn cho nên là vừa có thể điều trị nhưng mà cũng có ức chế D2 nha, cho nên là nó vừa điều trị dương tính vừa điều trị âm tính mà nó lại ít gây tác dụng phụ hơn thuốc mới, thuốc cũ đó. Đó là cái cách chúng ta phân biệt hai cái nhóm này, đó là cái tác dụng dược lý chính của cái thuốc này. Nhưng mà ngoài cái tác dụng đó nó sẽ còn nhiều cái tác dụng dược lý khác nữa. Cái nhóm thuốc này người ta gọi là cái nhóm thuốc gì đây, là cái nhóm thuốc dơ bẩn đó. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có rất nhiều cái tác dụng phụ khác nhau. Như vậy thì kế tiếp là chúng ta học cái tác dụng dược lý trên cái hệ thần kinh thực vật. Nó có tác dụng là kháng cái hệ thần kinh thực vật, kháng cholinergic, kháng alpha 1, kháng histamine H1. Như vậy đó thì ba cái kháng này đó nó sẽ gây ra một cái tác dụng phụ chung là gì đây, là an thần buồn ngủ ha. Bởi vì là cái gì, acetylcholine, histamine và norepinephrine là ba cái này nó có vai trò trong cái sự đánh thức, nó có liên quan đến cái con đường đánh thức của cơ thể, nó giúp cho chúng ta thức. Như vậy nếu như mà kháng nó thì nó sẽ gây buồn ngủ đó, vậy cái gì thôi. Rồi bây giờ kháng alpha 1 thì nó gây tác dụng phụ gì đây? Alpha 1 thì nó có tác dụng là co mạch, tăng huyết áp. Như vậy kháng alpha 1 thì nó sẽ gây hạ huyết áp thế đứng, gây chóng mặt. Rồi bây giờ histamine H1 thì sao? Histamine thì nó có vai trò gì? Nó có vai trò là làm giảm cảm giác thèm ăn nha, làm giảm cảm giác thèm ăn. Như vậy kháng histamine H1 thì nó sẽ gây ra một cái tác dụng là làm tăng cảm giác thèm ăn. Đó. Như vậy thì một cái đặc điểm mà rất là dễ nhận thấy ở những cái người mà đang sử dụng những cái thuốc trị động vật liệt này là sao? Là người ta thèm ăn dữ lắm, người ta ăn rất dữ, ăn rất nhiều không kiềm lại được và tăng cân rất là nhanh, tăng cân nhanh chóng, người rất là bự, người to bự dữ lắm, nhìn vô là cái là biết liền đó là do cái tác dụng kháng histamine H1 đó, được chưa. Rồi cuối cùng kháng cholinergic, kháng cholinergic thì nó sẽ gây ra bốn cái tác dụng phụ chính mà chúng ta cần nhớ, đó là gì, táo bón, bí tiểu, khô miệng và mắc mờ. Như vậy thì bởi vì là sao, bởi vì là cái acetylcholine đó nó có vai trò kiểm soát cái sự gì, cái sự co bóp cơ trơn đó, cho nên là nó sẽ gây ra tác dụng phụ thôi. Ví dụ như là táo bón là cái gì, là do làm sao, là do nó giảm nhu động ruột, nó giãn cơ trơn đường ruột thôi đó. Rồi bí tiểu là nó co cơ vòng bàng quang. Rồi khô miệng thì là giảm tiết nước bọt. Mắc mờ thì là do là giảm đồng tử, giãn cơ vòng mống mắt, tùm lum tà la. Mình lật lại cái bài kháng cholinergic thì mình sẽ biết nó thôi. Như vậy nhớ bốn cái tác dụng phụ của kháng cholinergic đó. Thì đó là một loạt những cái tác dụng trên thần kinh thực vật thì nó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ vậy đó. Nhưng mà may thay là nó còn có cái tác dụng ở dưới, là nó lại mang lại cái lợi ích là nó làm sao, nó ức chế truyền tín hiệu đến trung tâm nôn. Nó cho nên là một số thuốc trong cái nhóm này đó với cái liều thích hợp thì người ta có thể sử dụng nó để điều trị nôn hoặc là điều trị nấc cục khó chữa, hoặc điều trị nôn đặc biệt là nôn trong ung thư đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói về những cái thuốc đó. Đó, nó nhờ nó, may thì nó lại có cái lợi là như vậy đó. Rồi thì chỉ định, chỉ định thì mình đọc chơi thôi. Thì bây giờ chỉ định là điều trị cái gì, điều trị tâm thần phân liệt chứ điều trị cái gì bây giờ nha. Mà ngoài ra nữa thì đối với những cái bệnh nào mà nó có bệnh nhân mà có triệu chứng của tâm thần, rối loạn tâm thần thì cũng có thể xài nó thôi. Và ngoài ra còn thể điều trị nôn nữa hay điều trị nấc cục khó chữa, số thuốc chúng ta đã nói rồi. Rồi tác dụng phụ nãy giờ chúng ta cũng đã liệt kê rất là nhiều cái tác dụng phụ của nó rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tác dụng phụ chính của nó. Thứ nhất là gây ra cái hội chứng ngoại tháp. Hội chứng ngoại tháp là sao? Cái hệ ngoại tháp là một cái hệ mà nó kiểm soát những cái cử động không tự ý của cơ thể đó, nhờ có cái dopamine đó. Dopamine là cần cho chức năng vận động là như thế. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái thuốc này, mà đặc biệt là những cái thuốc mà thế hệ cũ đó, nó ức chế D2 mạnh đó, thì nó sẽ dẫn đến là sao, giảm dopamine thôi. Như giảm dopamine thì nó sẽ gây ra những cái bất thường về vận động chứ có gì đâu, đây gọi là hội chứng ngoại tháp.
Nhưng mà bây giờ giảm dopamine không thì nó chưa đủ đâu, nó phải còn có một hiện tượng gì nữa là hiện tượng tăng acetylcholine. Như vậy thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta lại quay lại cái slide lúc nãy. Đây chúng ta thấy cái gì đây? Dopamine nó có tác dụng như thế nào với acetylcholine đây? Dopamine thì nó ức chế phóng thích acetylcholine. Như vậy thì nếu như mà ức chế dopamine thì ngược lại nó sẽ làm tăng phóng thích acetylcholine. Như vậy hai cái hiện tượng này, một hiện tượng là giảm dopamine, một cái hiện tượng là tăng acetylcholine, thì nó phối hợp lại nó mới gây ra cái hội chứng ngoại tháp. Như vậy thì chúng ta phải nhớ nguyên nhân của hội chứng ngoại tháp là như vậy đó nha. Đó là giảm dopamine. Đó, giảm dopamine cho nên là nó nhẹ hơn, nó trồi lên, còn tăng acetylcholine nó nặng hơn thì nó chìm xuống, được chưa? Rồi bây giờ nói đến cái hội chứng ngoại tháp thì nó có bốn cái nhóm triệu chứng chính, thì chúng ta sẽ đi lướt nhanh qua thôi, bởi vì chúng ta cũng không có phải là chuyên cái này đâu. Mình không phải là nói về sâu về cái này. Thì những cái nhóm triệu chứng này chúng ta liệt kê theo cái thứ tự là thời gian xuất hiện của nó. Xuất hiện sớm nhất là có cái rối loạn trương lực cơ cấp tính, biểu hiện là co thắt các cơ ở mặt, ở cổ. Ví dụ như là cái hình này đây thì người ta chúng ta thấy là cái người phụ nữ này bị co thắt các cơ ở ở cổ, ở mặt, dẫn đến là người ta sẽ bị coi như là không nói chuyện được, bị cứng họng vậy đó, là không có nói chuyện gì được. Đó là rối loạn trương lực cơ cấp tính. Tiếp theo là chứng ngồi không yên, lo lắng, bồi hồi căng thẳng, hồi hộp gì đó vân vân. Rồi triệu chứng Parkinson đó, Parkinson nó mà chúng ta nói là cái bệnh lý mà nó có cái sự thiếu hụt dopamine đó, thì cái thuốc này nó cũng làm giảm dopamine nữa, giảm hoạt tính dopamine nữa, cho nên nó cũng sẽ gây ra những cái triệu chứng giống như là Parkinson. Nó có run này, có cứng cơ này, có vận động chậm này, rồi khó giữ thăng bằng. Đó là bốn cái nhóm triệu chứng chính, bốn cái triệu chứng chính của các bạn sinh thành đây. Rồi cuối cùng nặng nữa thì nó sẽ gây ra rối loạn vận động muộn, gọi là muộn thì có nghĩa nó xảy ra sau cùng rồi đó, mà cái rối loạn vận động muộn thì ta còn gọi là chứng múa giật, chứng múa giật đó. Thì cái rối loạn vận động muộn này thì thường là những cái trường hợp nặng thì sẽ bị, mà nếu như mà bị cái rối loạn vận động muộn này thì sẽ rất là khó điều trị, thì chúng ta chủ yếu là chúng ta phải đề phòng thôi. Thì đó là bốn cái nhóm triệu chứng chính của cái hội chứng ngoại tháp. Và bây giờ tác dụng tiếp theo là tăng prolactin đó. Lúc nãy mình nhớ có một cái là phải quay lại cái slide lúc nãy. Cái slide này rất là quan trọng đây. Dopamine thì nó làm sao đây? Nó ức chế phóng thích prolactin. Đó, như vậy thì chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó là ức chế dopamine thì ngược lại nó sẽ làm tăng prolactin thôi, chứ có gì đâu. Mà prolactin thì nó có vai trò là kích thích bài tiết sữa, chúng ta biết rồi. Như vậy thì nếu mà tăng prolactin thì nó sẽ gây ra nhiều cái tác dụng phụ, ví dụ như là chảy sữa không do sinh đẻ, vú to ở nam giới, rồi gây vô kinh, rồi gây vô sinh ở nữ giới. Đó, rất là nhiều cái dụng phụ. Rồi, triệu chứng về chuyển hóa, tác dụng phụ về chuyển hóa là do cái gì đây? Là do kháng histamine thôi. Kháng histamine lúc nãy chúng ta nói là nó làm gì đây? Nó làm tăng cảm giác thèm ăn. Đó, cho nên là ăn rất nhiều thì tăng cân. Nhưng mà tăng cân không chưa đủ thì phải tăng cái gì nữa? Tăng đường huyết, tăng lipid huyết. Đó, nó rối loạn chuyển hóa ở cái chỗ đó. Như vậy thì đối với những cái bệnh nhân mà chúng ta sử dụng cái thuốc này thì người ta khuyên là nếu được thì chúng ta cần phải kiểm soát bốn cái yếu tố là, thứ nhất là BMI, thứ hai là huyết áp, thứ ba là gluco máu, và thứ tư là lipid. Đó thì bốn kiểm soát tốt cái bốn yếu tố đó đi, nhưng mà thật ra thì cũng khó lắm, tại vì là nếu mà điều trị ngoại trú thì là rất là khó kiểm soát. Làm sao mà người kiểm soát người ta được, ta thèm ăn để cho người ta ăn chứ giờ sao tình những đó thì sao được nha. Rồi triệu chứng trên hệ thần kinh tự chủ đó, khô miệng táo bón thì nãy chúng ta giải thích rồi, đúng là giải thích hết rồi. Và còn cuối cùng một cái tác dụng phụ là hội chứng an thần kinh ác tính. Thì cái hội chứng, cái triệu chứng, cái tác dụng phụ này nó cũng hiếm gặp thôi, nó chỉ thường gặp ở những cái thuốc mà trị tinh thần phân liệt thế hệ cũ mà có tiềm lực cao, ví dụ như là halobidol, với hai cái biểu hiện rõ rệt là cứng cơ và sốt cao. Đang sử dụng những cái thuốc này mà tự nhiên sốt cao không rõ nguyên nhân thì coi như là ngưng thuốc đi, bởi vì nó đang bị cái rối loạn này, bị cái hội chứng an thần kinh ác tính, người ta phải ngưng. Đó là một loạt những cái tác dụng phụ của những cái thuốc này. Rồi bây giờ ta nói đến cái dược động học. Dược động học của cái này thì chúng ta nhớ một vài điểm thôi, thì đa phần những cái thuốc mà tác động trên tâm thần, trên thần kinh đó, thì nó phải sao, nó phải tan nhiều trong lipid, nó tan nhiều trong lipid thì nó mới đi qua được cái hàng rào máu não thì mới gây ra tác động được chứ, đúng không? Thì đối với những cái thuốc này thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng cái đường uống. Tuy nhiên trong những cái cơn mà loạn thần cấp tính đó, thì chúng ta nên sử dụng cái đường tiêm, cái đường cái gì vậy? Hỏi cái gì hay là giơ tay trời. Có ai hỏi cái gì vậy ta, hay là giơ tay?
Trong những cái cơn loạn thần cấp tính thì chúng ta sử dụng cái đường tim, tim bắp đó để cho nó có tác dụng nhanh. Và sau đó khi mà bệnh nhân ổn định rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái đường uống. Nhưng mà chúng ta lưu ý là đối với cái thuốc này đó, do là nó có nhiều cái tác dụng phụ dữ lắm, cho nên là trong một cái thời gian đầu dùng thuốc thì cái liều trong ngày của chúng ta đó chúng ta phải chia nhỏ ra, chúng ta chia nhỏ liều trong ngày để chúng ta uống nhiều lần trong ngày để chúng ta giảm bớt cái tác dụng phụ, giảm bớt cái tác dụng phụ. Rồi sau đó thì sau một thời gian, nếu như mình ta thấy là bệnh nhân đã quen thuốc rồi, bệnh nhân đáp ứng với thuốc rồi đó, thì chúng ta có thể gom lại chúng ta uống một lần trong ngày. Và chúng ta nhớ là những cái thuốc này nè, những cái thuốc này nó khởi phát tác dụng rất là chậm nha, vài tuần đó thì mới nó có tác dụng. Cho nên là chúng ta phải phải khuyên bệnh nhân là phải phải uống thuốc đúng giờ, uống thuốc đủ liều nha. Những cái người bệnh này là người ta thường rất là hay là bỏ thuốc, người ta sẽ lén, người ta không uống thuốc đó. Cho nên phải kiểm soát cho nó kỹ, phải uống thuốc đủ liều, đúng thời gian nha, rồi phải kiên trì nha, phải chờ đợi nha, chứ không phải là uống một hai ngày là đâu có tác dụng được đâu. Những cái thuốc trên thần kinh là như thế đó, phải uống lâu dài mới có tác dụng. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta đã nói xong cái phần đại cương về thuốc trị trung tâm phân liệt rồi đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái thuốc. Như vậy khi mà đi từng cái thuốc rồi đó thì chúng ta sẽ không có lặp lại những cái chỉ định, những cái tác dụng phụ hay là cái dược độc học gì hết trơn. Tại vì những cái này nó tương tự như nhau, chỉ có điều là cái thuốc này thì nó sẽ tác dụng cho cái receptor này ít hay nhiều hơn, cho nên là cái thuốc này nó sẽ ít hoặc nhiều cái tác dụng phụ gì hơn thôi. Như vậy thì đối với những thuốc, từng thuốc chúng ta sẽ chỉ ghi nhớ một vài điểm lưu ý quan trọng của từng thuốc thôi. Thì đầu tiên là cái chloromazine. Thì cái chloromazine này đó thì chúng ta nhớ nó là cái thuốc lựa là cái thuốc đầu tiên, cái thuốc đầu tiên mà người ta tìm ra. Mà cái sự tìm ra của cái thuốc này thật ra nó cũng là một cái tình cờ thôi. Hồi xưa người ta tổng hợp những cái thuốc này với mục đích là kháng histamine thôi, kháng histamine thôi. Cho nên là nhưng mà sau đó thì người ta lại vô tình là người ta thấy là những cái thuốc này nó lại có tác dụng cho những cái người mà tâm thần phân liệt, mà sử dụng những cái thuốc này với cái mục đích là để kháng histamine, cho nên người ta sẽ chuyển qua người ta xài cho cái tâm thần phân liệt đó. Rồi cái chloromazine này chúng ta chỉ cần lớn lưu ý hai điểm, là thứ nhất là nó có thể gây hạ thân nhiệt và nó có thể dùng để điều trị nôn. Điều trị nó cũng khó chữa. Một số cái thuốc mà có thể điều trị nôn ví dụ như là chloromazine, haloperidol, roperidol, chlorpromazine, pentobarbital đó, một số cái thuốc như thế. Haloperidol. Haloperidol này nha, là chúng ta phải nhớ, bởi vì là trước khi mà có những cái thuốc trị tâm thần phân liệt thế hệ mới hiện nay đó, thì cái haloperidol này nó là cái lựa chọn hàng đầu để điều trị tâm thần phân liệt nha. Bởi vì nó ức chế D2 rất mạnh, nó là thuốc có tiềm lực cao mà, cho nên nó điều trị triệu chứng dương tính rất là tốt. Và ngoài ra nó có ưu điểm gì nữa là nó rất ít kháng thần kinh thực vật. Ở trong tất cả các thuốc thì cái haloperidol này là nó ít tác dụng phụ trên thần kinh thực vật nhất đó. Và tuy nhiên thì nó lại là sao, nó lại dễ gây hội chứng ngoại tháp, bởi vì nó ức chế D2 mạnh mà đó, và nó có thể gây ra hội chứng an thần kinh ác tính đó. Tuy nhiên nó lại có một cái tác dụng nữa là nó có thể dùng để điều trị nôn nữa ha, nãy chúng ta đã nói rồi đó. Haloperidol thì chúng ta nhớ một vài điểm như vậy. Sulmirai, Sulmirai là một cái thuốc an tâm thần có tác dụng lưỡng cực. Như vậy cái Sulmirai này chúng ta đề cập đến ở đây không phải là chúng ta nói là nó lựa chọn để điều trị tâm thần phân liệt đâu, mà bởi vì sao? Bởi vì cái Sulmirai này được kê toa rất là nhiều trong những cái khi mà chúng ta đi lâm sàng, chúng ta nhìn cái bệnh án chúng ta sẽ thấy là nó kê toa nhiều lắm. Mà kê toa Sulmirai này đó không phải mục đích là điều trị tâm thần phân liệt đâu, mà là điều trị cái gì? Điều trị loét dạ dày tá tràng nha. Những cái trường hợp mà người ta bị stress, bị căng thẳng quá kéo dài đó, mà người ta bị đau dạ dày, thì người ta phải sử dụng thêm cái Sulmirai này. Ở cái Sulmirai này nó có tác dụng là nó ức chế cái sự phóng thích, nó ức chế cái sự dẫn truyền từ từ vỏ não cho đến cái dạ dày, để nó ức chế cái sự tiết axit dạ dày, cho nên là nó sẽ điều trị rất dễ dàng tràn đó. Ngoài ra, ngoài cái Sulmirai này nó còn có rotundin nữa, thì khi mình đi lâm sàng mình sẽ thấy. Rồi ngoài ra cái thuốc này nó còn gây cái gì? Nó còn gây kéo dài khoảng QT. Kéo dài khoảng QT là nó sẽ dẫn đến là loạn nhịp thấp đó. QT là cái chỗ mà khử cực tác cực tâm thấp đó, cho nên nó sẽ gây loạn nhịp thấp, và nó có thể gây hội chứng an thần kinh ác tính nữa. Đó là Sulmirai. Risperidone. Risperidone hiện nay nha, trước kia là haloperidol, bây giờ là risperidone. Risperidone hiện nay là
là thuốc kê toa hàng đầu, lựa chọn hàng đầu để điều trị tâm thần phân liệt. Bởi vì người ta đã chứng minh nó có rất là nhiều cái ưu điểm nha, là nó có thể điều trị triệu chứng dương tính, nó có thể điều trị triệu chứng âm tính và rối loạn nhận thức, nhưng mà nó lại không gây tăng cân, không gây tăng đường huyết, và nó rất là ít gây ra hội chứng ngoại tháp vân vân. Đó. Và nó có nhiều cái ưu điểm như thế, nó có thể sử dụng ở nhiều cái lứa tuổi khác nhau, rồi nó có thể là phòng tránh tái phát bệnh nữa. Đó, cho nên là nó là cái lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên nó chỉ có một cái nhược điểm là nó gây tăng prolactin tương đương với thế hệ cũ thôi. Clozapine nha. Clozapine thì chúng ta nhớ đây là cái thuốc mà trị tâm thần phân liệt thế hệ mới đầu tiên mà người ta tìm ra. Như vậy thì cái clozapine này nó có một cái đặc điểm, đó là nó có thể dùng để điều trị rối loạn tâm thần kháng trị, tâm thần phân liệt kháng trị. Như vậy thì đối với những cái thuốc mà cho tâm thần này, chúng ta nhớ nghe là nó hên xui lắm. Không phải là mình nói là risperidone là cái lựa chọn hàng đầu thì có nghĩa là bệnh nhân nào nó cũng đáp ứng. Như vậy sẽ có những bệnh nhân không đáp ứng. Như vậy đối với những bệnh nhân mà đã sử dụng những cái thuốc mà điều trị hàng đầu rồi đó, mà chúng ta thấy là không có tác dụng, không có suy nghe, thì người ta khuyên là nên chuyển ngay sang clozapine. Chuyển sang clozapine thì bảo đảm là sẽ có tác dụng đó, bởi vì người ta đã chứng minh được rồi là nó là có thể dùng để điều trị tâm thần phân liệt kháng trị. Tuy nhiên nó lại không phải là cái lựa chọn hàng đầu đâu, bởi vì là sao? Bởi vì nó sẽ gây rất là nhiều cái tác dụng phụ. Nó gây gì đây? Nó gây mất bạch cầu hạt. Mất bạch cầu hạt thì người ta dẫn đến là sẽ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng máu, vân vân đó, và nó gây viêm cơ tim nữa. Liều cao nó có thể gây động kinh nữa đó, cho nên là nó không phải là cái lựa chọn hàng đầu. Mà nếu mà bắt buộc phải xài nó đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải kiểm tra công thức bạch cầu nha, trước khi sử dụng, trong khi sử dụng chúng ta phải kiểm tra đều đặn. Có trường hợp mà giảm bạch cầu là phải ngưng thuốc đó, phải cái đấy. Và ngoài ra một cái nhược điểm đó là sao? Nó gây tăng cân, tăng đường huyết nhiều nhất trong tất cả các thuốc ha. Clozapine, olanzapine là những cái thuốc mà gây tăng cân, tăng đường huyết, nó gây ra những cái triệu chứng chuyển hóa nhiều nhất trong tất cả các thuốc đó. Đó là cái clozapine. Olanzapine thì nó cũng tương tự như là clozapine thôi, nhưng mà nó ít gây mất mất bạch cầu hạt hơn so với clozapine. Ziprasidone. Như vậy thì từ cái ziprasidone này trở đi nha, từ cái ziprasidone này trở đi thì một loạt những cái thuốc mà trị tâm thần phân liệt thế hệ mới hiện nay đó, thì người ta sẽ có thêm một cái tác dụng nữa, đó là cái tác dụng chủ vận từng phần trên receptor 5-HT1A nha. Như vậy thì để giải thích cái cơ chế này thì nó hơi khó, thì chúng ta chỉ cần lưu ý, chúng ta chỉ cần nhớ chủ vận từng phần trên HT1A. Đối với những thuốc này thì nó sẽ có tác dụng là sao? Làm tăng phóng thích dopamine, tăng tác dụng của dopamine lên. Mà tăng dopamine lên như vậy thì nó có hai cái lợi điểm. Thứ nhất là nó ít gây hội chứng ngoại tháp, và thứ hai nữa là có thể dùng để điều trị trầm cảm. Ở một số thuốc thế hệ mới hiện nay của cái nhóm này nó vẫn có thể dùng để điều trị trầm cảm được, hoặc là có thể phối hợp chung với những thuốc mà điều trị trầm cảm đó. Đó là đặc điểm của những một vài thuốc mới hiện nay từ cái ziprasidone trở đi. Đó, lurasidone thì cũng tương tự như thế ha. Quetiapine cũng là như vậy luôn. Và cuối cùng là cái gì đây? Aripiprazole, cái gì đây? Aripiprazole. Đó, ngoài cái tác dụng chủ phần từ phần trên HT1A nữa, còn có chủ phần từ phần trên receptor D2. Đó, receptor D2 nữa, thì có nghĩa là cái chỗ nào mà nó tăng thì nó sẽ làm giảm, mà cái chỗ nào làm gì nó chỗ nào nó giảm thì nó sẽ làm tăng, cái này thôi đó. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần thuốc trị tâm thần phân liệt rồi đó. Nói chung là cái bảng này thì chúng ta không cần học đâu, bởi vì nó chỉ là tổng hợp lại thôi, thì không cần học cái bảng này bởi vì nó nhức đầu lắm. Như vậy thì chúng ta đã đi xong cái phần thuốc trị tâm thần phân liệt. Như vậy thì tạm hỏi là mình còn có gì thắc mắc hay không, mình đã hiểu cái nhóm thuốc này hay chưa, và mình còn đang học hay không đó, mình trả lời đi. Có còn học không hả? Dạ còn học thì Dạ còn nữa. À, rồi cảm ơn các anh chị nha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp đó, đi tiếp với các thuốc chống trầm cảm.